Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư thiền 3 phút. Thẳng lưng lên, mắt nhắm lại, ngậm miệng lại, chú tâm vào hơi thở. Nhắm mắt lại thì mới nhìn được nội tâm, mở mắt ra nhìn bên ngoài. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần cuối cùng của năm quẩn, đó là thức quẩn. Thức quẩn là nhóm về thức, về tâm hay là về ý. Thưa quý vị, năm quẩn là năm nhóm, năm khối, năm chùm, năm tập hợp, năm tích tụ. Và thức quẩn là nhóm thuộc về tâm và ý, hay là về thức, hay là nhóm về cái biết. Tâm thức là gì? Tâm là gì? Tâm là sự biết. Biết cái gì? Biết cảnh, biết đối tượng, biết cảnh. Thì cái gì thuộc về biết á, cái đó là thức. Mà tại sao gọi là thức quẩn? Tại vì đây là một cái nhóm, một cái chùm, một cái tập hợp, nhiều, nhiều tâm, nhiều thức. Tôi xin đố quý vị một câu. Tại sao người ta có khi người ta gọi là ý, có khi người gọi là tâm, có khi gọi là thức? Tại sao vậy? Có khi chỗ này người ta gọi là tâm, chỗ kia người ta gọi là thức, chỗ nọ ta gọi là ý. Như trong câu kinh Pháp Cú số 1, số 2 thì mình có câu là Mano Búp Băng Cái Ma Tham Ma, là ý dẫn đầu các pháp. Ý Mano hay gọi là ý, mà không gọi là tâm, không gọi là thức. Mano Búp Băng Cái Ma Tham Ma, Mano Sét Tha, Mano Maya, Mana Sa Che Ma Đút Thê Na Pha Sa Ti Ba Cái Rô Ti Ba Tất tổ năng đúc cái mạnh về tí chắc cành và hạ tổ và đằng. Trong cái câu này là Mano là ý dẫn đầu các pháp. Rồi Mano xếp thà Mano mới ra, ý là chủ ý tạo. Manasa cũng là ý luôn. Mà hôm nay mình ở đây mà tại sao mình không học là ý quẩn, mà học là thức quẩn. Rồi có chỗ người ta gọi là tâm, có chỗ người ta gọi là tâm, mà người ta không gọi là thức hay là ý. Bây giờ ghi câu hỏi này vào này, mà Út thi cho học kỳ sau. Tại sao có khi gọi là thức, có khi gọi là tâm, có khi gọi là ý? Hôm nay mình học về thức quẩn để nói rằng tâm hay là ý hay là thức nó không phải là một, mà nó có nhiều loại thức hay là nhiều loại tâm. Còn khi mà nói ý là nói chung,
nói chung, ý dẫn đầu các pháp, thì lúc đó mình nói một cách tổng quát nói chung. Còn khi mình nói thức thì để người ta phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và khi người ta nói tâm thì người ta sẽ nói tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, vân vân. À, tâm sự thế. Nghĩa là người ta dùng những từ khác nhau để người ta phân tích được cái ý hay là cái tâm và cái thức. Thì hôm nay gọi là thức quẩn, bởi vì đây là cái nhóm về thức. Và quý vị nhìn trên bảng này thì chúng ta có là 121 là tâm, citta là tâm, vinyana là thức, mano là ý. Và ở đây gọi là citta là tâm. Tâm thì nếu mình nói thức á, thì người ta phân chỉ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức hết. Hoặc là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Còn khi nói tâm là người ta chia ra nhiều. Ở đây mình có 121 tâm, tâm vương đó. Còn mình nói ý thì kiểu một là ý thôi, ý. Nhưng mà nói tâm là từ tâm tham, rồi tâm sân, rồi tâm si, rồi tâm vô nhân, rồi tâm dục giới, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, rồi tâm siêu thế. Và trong tâm siêu thế có tâm đạo, tâm quả. Trong tâm đạo thì có tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Tâm quả siêu thế thì có tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả. Cho nên tại sao gọi là mình học gọi là thức cũng là tâm, tâm cũng là ý. Nhưng mà khi mình nói thức quẩn là nói cả 121 cái tâm này. Cho nên trong cái bài năm quẩn của A Tỳ Đàm á, thì ta gọi sắc quẩn là 28 sắc pháp, thọ quẩn tâm sở thọ, tưởng quẩn tâm sở tưởng, hành quẩn 50 tâm sở còn lại, và thức quẩn là tất cả tâm đó. Tôi nói như vậy để cho dễ hiểu rằng là mình có một cái môn học nữa mà người ta phân tích về thức quẩn này một cách sâu sắc hơn. Chứ nó không có đơn giản giống như mình học cái thức quẩn ở trong kinh tạng. Người ta nói nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tầng thức, ý thức hết. Còn khi nói tâm thì người ta tóm nói 101 tâm, gồm có tâm tham. Mà tâm tham này có 8 loại tâm tham. Có khi tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả. Có khi tâm tham có tà kiến, tâm tham không có tà kiến. Có khi tâm tham một cách nhanh nhẹn, tâm tham một cách chậm chạp. Mà riêng tâm tham không là 8 loại tâm tham. Tâm sân là 2 loại, tâm si 2 loại, vân vân. Tâm thiện dục giới này là 8 loại. Và tương ứng với tâm thiện giới là 8 loại thì có tâm quả dục giới 8 loại. Ví dụ như cái người làm tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Đó. Những cái phần còn lại quý vị tự học ở trong sách, tự đọc thêm. Tôi nói những cái điều mà có thể quý vị nghe mới. Thì tâm thiện dục giới, tâm thiện nó có 3 loại. Tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thuộc về hiệp thế. Còn một loại tâm thiện nữa là tâm thiện siêu thế, nó là tâm đạo. Thì tâm thiện dục giới này là nó 8 loại. Và trong 8 loại này á, thì tâm thiện dục giới thọ hỷ hợp trí, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tức là có người làm việc lành mà khởi lên một tâm thiện. Tâm thiện này là tâm thiện có trí tuệ. Tâm thiện này có sự quan hỷ, thọ hỷ hợp trí. Tâm thiện này làm một cách nhanh nhẹn. Và có những tâm thiện là tâm thiện thọ xả, là màu xanh. Thì tâm thiện này là có trí nhưng mà thọ xả. Rồi có những tâm thiện mà không có trí, thọ hỷ mà không có trí. Và có những tâm thiện mà không có trí và cũng mà chỉ có thọ xả thôi, không có thọ hỷ. Đó. Dục giới. Và tương ứng với tâm thiện có trí thì nó sanh ra
tâm quả có trí. Cho nên mình mới có tâm thiện dục giới, rồi tâm quả dục giới, tịnh hảo hay tịnh quang. Rồi tâm quả dục giới này là sản phẩm của tâm thiện dục giới. Rồi một trong những chức năng của tâm quả dục giới là dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh vào cõi trời và cõi người. Đó, nếu mình học thức không á thì nó không đủ, cho nên phải học tới tâm. Mà nếu mình nói ý không á thì càng không đủ nữa. Nên tôi nói tại sao phải dùng ý, có khi dùng ý, có khi dùng là thức, có khi dùng là tâm. Thì tâm thiện dục giới thọ hỷ mà hợp trí, có trí tuệ và có sự quan hỷ trong khi làm. Chẳng hạn như quý vị bố thí cho ai đó 500, 300 ngàn gì đó, mà quý vị có cái sự quan hỷ, có sự quan hỷ thì tâm thiện thọ hỷ. Mà biết rằng mình bố thí là có phước, bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình hiểu được cái nhân quả, nhân nào thì quả nấy, ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp dữ. Thì khi mình hiểu vậy, mình bố thí một cách tích cực, mạnh dạn, thì cái đó là cái người bố thí mà có trí tuệ, thì mới sanh ra làm người có trí tuệ. Nó sanh ra tâm quả, và tâm quả này nó tương ứng là tâm quả có trí. Tâm quả có trí. Và nếu như cái người nào mà làm tâm thiện có trí, có tâm thiện có trí mà có sự quan hỷ, thì nó sanh ra tâm quả có trí và có sự quan hỷ. Và nếu cái người này làm tâm thiện có tam tư, là tư tiền, tư hiện, tư hậu, tức là suy nghĩ quan hỷ trước khi làm, suy nghĩ quan hỷ trong khi làm, và suy nghĩ quan hỷ sau khi làm, thì nó mới cho tâm quả trọn vẹn, là cái người mà có trí tuệ và có sự quan hỷ. Thì một trong những chức năng của tâm quả này á là dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh làm người hoặc làm chư thiên. Nếu người nào làm tâm thiện thọ hỷ, có tâm quả thọ hỷ, và tâm quả thọ hỷ này làm chức năng đi tái sanh. Nếu không có tâm thiện thọ hỷ thì không có tâm quả thọ hỷ, và không có tâm quả thọ hỷ thì không có điều kiện đi tái sanh. Tâm thiện thọ hỷ không làm công việc tái sanh được, mà nó phải trao quyền lại cho cái tâm quả. Mà tâm quả này là khi nào có tâm thiện nó mới có tâm quả, nhân nào quả nấy mà, làm việc tái sanh cho chúng sinh. Đó, thì khi mình hiểu được như vậy á, mình hiểu là cái người tạo tâm thiện thọ hỷ, có tâm quả thọ hỷ, sanh ra cái người sanh ra đó. Thì nếu người nào mà khi tạo tâm thiện thọ hỷ mà có tâm quả thọ hỷ vẫn tái sanh á, thì thường gương mặt của người đó, tánh tình của người đó, nó có cái sự vui vẻ. Còn nếu người nào làm tâm thiện thọ xả thì nó cho tâm quả thọ xả. Tâm quả thọ xả này á là làm dẫn dắt cho người đó tái sanh. Và cái người này á, thường thường á cái sự vui vẻ nó không có. Đó. Thế khi mình hiểu cái này rồi thì mình thông cảm được. Tại sao mình có 10 đứa học trò hoặc là 10 đứa con, mà đứa này thì tánh tình nó vui vẻ, đứa này thì nó bình thường, nó vui, nó không vui, nó không buồn. Rồi nếu mình làm tâm thiện có trí, tâm thiện có trí, trí đây là nó thuộc về hành quẩn nè, hành quẩn. Tâm thiện thọ hỷ nó thuộc về thọ quẩn. Đây là thức quẩn. Tâm thiện là thức quẩn, thọ hỷ là thọ quẩn, có trí là hành quẩn. Rồi khi mà làm tâm thiện nó phải có cái sắc pháp, thân khẩu ý. Thân khẩu chứ, ý là đây rồi, thì đó là sắc quẩn. Và đương nhiên trong này nó phải có tưởng quẩn nữa, bắt buộc. Tưởng quẩn này trong tâm thiện là tưởng quẩn thiện, nếu tưởng quẩn trong tâm bất thiện là tưởng quẩn bất thiện. Như vậy cái người này có 5 quẩn. Sắc quẩn là sắc pháp, là nói nè, cười nè, vân vân, đất nước lửa gió này của cái người đó nè, nó là vô ký. Như vậy đây là sắc quẩn, đây là sắc quẩn. Rồi
Trong tâm thiện này có cái sự quan hỷ là thọ quẩn, thọ hỷ. Trong tâm thiện này có cái tâm là thức quẩn, và tâm thiện này có trí tuệ là hành quẩn. Bởi hành quẩn là gì? Hành quẩn là 50 tâm sở còn lại trừ thọ tưởng, đó là hành quẩn. Như vậy khi mình làm tâm thiện thì năm quẩn nó hoạt động, năm quẩn hoạt động, chứ không phải một quẩn nữa. Cũng phải mình làm tâm thiện, cũng phải mình làm, mình tôi làm được tâm thiện đó, tôi tạo tâm thiện, không phải, mà là năm quẩn nó xuất hiện với tư cách là thiện thì nó mới đẻ ra cái tâm quả. Tâm quả này, tâm quả này là cũng là thức quẩn, tâm quả là thức quẩn. Rồi thọ hỷ trong tâm quả là thọ quẩn. Rồi trí tuệ trong tâm quả là hành quẩn. Rồi sắc quẩn cũng có, rồi tưởng quẩn. À, như vậy năm quẩn này nó sanh năm quẩn này, năm quẩn này nó sanh năm quẩn này, và năm quẩn này và năm quẩn này hai cái giống nhau khác nhau, là một hay là hai? Không, nó là hai không được. Không phải là một cũng không phải là hai. Na cha so, na cha anh nhô, ở trong tiếng bản Bali vậy đấy. Na cha so nó không phải nó, na cha anh nhô cũng không phải khác. Na cha so na nhô là không phải chính nó mà cũng không phải khác, nhưng đó là một sự kế thừa đó, mới sanh ra làm chúng sinh mà đó. Ví dụ như cái người ta làm tâm thiện không có trí, lý trí, thì sanh ra tâm quả lý trí và dẫn chúng sanh đó đi tái sanh làm người lý trí, không có trí tuệ. Nên tại sao mình có 10 đệ tử mà đứa này thì trí tuệ, đứa này không trí tuệ, đứa này thì ít, đứa này thì nhiều, là do cái tâm thiện của nó trong quá khứ nó có trí tuệ hay không, và dẫn dắt chúng sanh đó đi tái sanh làm người không có trí tuệ mà cũng sanh làm người. Có khi nó cũng vui vẻ, có khi nó cũng đẹp, nhưng có điều nó không có trí tuệ đó. Cái người mà hiểu chuyện á, người biết Phật pháp như thế này á, thì mình chấp nhận được. Chấp nhận được là tại sao trong lớp này 236 người mà có người thế này, có người thế khác, có người thì mặt mày vui vẻ hớn hở, mà có ngày thì bình thường, có người thì bình thường vô cứ cặm cụi học 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 rồi cặm cụi đi ra, không có một cái nụ cười gì trên gương mặt hết á, trên môi đó. Và như vậy thì mình không nên thắc mắc tại sao ta không cười, tại cái gen di truyền của nó là không có cười được, hiểu không? Nó không cười được, cho nên là mình cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên tại sao tôi nói tất cả cười mà có người này họ không cười, có hai ba người này họ không cười, tại cái gen di truyền của họ nó không cười được. Bây giờ hiểu chưa? Nó hay gì đó, nên càng học thì càng thấm, càng học càng thấm. Rồi tại sao tôi nói thì trong 236 người này á, thì 200 người là nghe hiểu, mà có 36 người nghe hoài không hiểu. Tại cái gen di truyền nó là di truyền ngu, cho nên là nó không có hiểu, đúng không? Bản thân nó không muốn ngu, nhưng mà trong tiền kiếp nó làm tâm thiện không có trí, nó làm, nó tạo cái tâm thiện mà tâm thiện nó không trí tuệ, cho nên đẻ ra tâm quả. Tâm quả không trí tuệ sanh làm cái người bẩm sinh không trí tuệ đó, vậy đó. Cho nên tại sao mình tích độ 10 ông đệ tử, mà ông này thì ông thông minh, ông này thì ông ít thông minh, ông này thì ông quá ngu, rồi mình đau khổ vì cái chuyện ngu của người ta. Như vậy mình khổ hay người ta khổ? Mình khổ, đúng không? Tức là người ta ngu, không phải người ta muốn ngu, mà tại vì trong tiền kiếp người ta không tạo được tâm thiện có trí. Tiền kiếp này sanh ra đó, họ không thể trí tuệ được. Thì khi mình học cái thức quẩn á, không chỉ đơn giản là thức quẩn nhãn thức, nhĩ thức, chẳng phải, mà nó cả một cái chùm, một cái khối về thức quẩn, một cái chùm, một cái tập hợp về thức quẩn. Và thức quẩn nào, tâm nào nó có cái bản chất như thế nào, chức năng ra sao, tư cách như thế nào, thì cái phần xa cao hơn nữa, cao nữa mình sẽ học. Và nhất là gì nào mà học tròn chuyên ngành Bali 2 năm sau á, thì sẽ rất rõ đó.
Nó vậy đó. Quý vị biết ở bên miếng trường đại học quốc tế Miễn Điện nó có cái khoa chuyên về tâm lý học không? Tâm lý học Phật giáo, tức là Abhidhamma đó. Nó là một cái khoa chuyên ngành vậy thôi. Học nghĩa là từ đầu mùa đến cuối mùa. Chỉ học chuyên về cái năm quẩn, cái tâm thôi. Tâm dương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, tức là năm quẩn đó. Năm quẩn được phân tích dưới góc độ là tâm lý học Phật giáo. Đó, để mình thấy rằng mình ở đây cũng là cởi ngựa xem hoa. Và ông bà mình nói câu rất hay. Mà vì phải nhớ, biết là thưa thốt, không biết giữa cột mà nghe. Đừng có nó mà nó ngang. Bởi vì một người nó ngang thì ba làng nó không lại. Đúng không? Đó, thì bây giờ mình học năm quẩn. Trong thời gian học năm quẩn này có 6 tiết thôi. Mà riêng thức quẩn này nó chỉ có một tiết à, tiết mấy chục phút thôi. À, khoảng 60 phút à. Mà làm sao nói hết được 121 cái tâm thuộc về thức quẩn. Giờ mỗi cái tâm vậy nó có cái chức năng riêng biệt, có cái nhiệm vụ riêng biệt, có công việc riêng biệt của nó, có cái bản chất riêng của nó. Và mỗi cái tâm vậy thì cái quá khứ là sao, hiện tại là sao, tương lai là sao, chứ không phải là mình nói cao bằng để cao bằng là không được. Ở đây tôi chỉ làm công việc là giống như là giới thiệu cho mình thấy rằng nó có một cái sự đồ sộ vậy đó. Để sau này mình có điều kiện, nếu mình còn sống thì mình tiếp tục mình nghiên cứu. Nếu mình có duyên với cái môn học này, còn nếu không thôi mình xếp hồ sơ lại, mình chấp nhận cái môn này mình không biết. Chứ không thể nào mình nói tôi tốt nghiệp đại học Phật giáo, tiến sĩ Phật học, rồi cái gì cũng biết là không được. Cái gì đó. Đây, ở đây nó thuộc về phương pháp nghiên cứu, hay là phương pháp luận, hay là đạo đức của nhà nghiên cứu. Đó. Mình chấp nhận cái môn đó mình không biết, cái khía cạnh đó mình ngu, mình thua, hay là mình dốt, mình chấp nhận luôn mới được. Chứ không thể mình nói ngang được, mình biết, mình tưởng mình nói vậy là đúng là sai, càng nói càng sai, càng nói càng sai. Đó, thì cái thức quẩn á nó có nhiều loại. Nó nói về tâm, nó có tất cả là 121 tâm, gồm có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Nó bốn loại tâm khác nhau, nó thuộc về thức quẩn. Rồi tâm dục giới thì nó có tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tức là tâm dục giới tốt, đẹp, mà tâm dục giới bình thường, không có tốt, không đẹp chẳng hạn. Rồi tâm dục giới vô tịnh hảo nó cũng phân làm hai là tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện là tâm ác, tâm xấu. Còn tâm vô nhân á, là tâm này không có, không ác, không xấu, mà cũng không tốt. Rồi tâm bất thiện á, chỉ làm ba nữa là tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì thấy không? Mà tâm tham với tâm tham không á, nó là tám. Nó tám. Tâm tham có khi mình vui, có khi không vui. Tôi lấy ví dụ như bây giờ có mấy gì trong túi gì có 500 triệu. Bây giờ có ai cho viện 100 ngàn quý vị lấy không? Lấy không? Mà có vui không? Bình thường. Trong túi tôi có 500 triệu rồi, thêm 100 ngàn nữa ăn thua gì? Giống như muối bỏ biển vậy. Nhưng quý vị gặp một người ăn xin, quý vị cho 100 ngàn họ vui không? À, như vậy tâm tham của người đó tâm tham thọ hỷ. Còn tâm tham của mình tâm tham thọ xả. Đó. Tâm tham mình là tâm thọ xả, tại vì mình không có vui, không có hớn hở vui mừng. Nhưng mà người ta cho 100 ngàn có lấy không? Lấy chứ bỏ uổng. Đúng không? Như vậy thì lấy là tham rồi. Nhưng mà vui chắc chắn không vui, trong túi tôi có 500 triệu rồi. Vui chắc chắn cũng vui gì lắm. Cũng vui, bình thường. Mà lấy thì lấy, bỏ thì uổng. Nhưng mà phải lấy. Lấy là tham. Còn một cái người mà không có đồng bạc nào mà cho họ 100 ngàn họ vui không? Họ vừa tham mà họ vừa vui. À, tham có vui có, còn mình tham có mà vui không có. Như vậy đó. Đó. Riêng tâm tham không á thì nó là 8 loại vậy đó. Thức quẩn về tham á. Phân tích từng tâm một, một cái vòng tròn là một tâm, một vòng tròn là tâm, vòng tròn là tâm, vòng tròn. Là tâm sân, là tâm si, vân vân. Riêng cái tâm tham sân si này không á, tức là cái thức thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si không á, nó cũng thay đổi
thay đổi, đúng không? Không thay đổi. Lúc thì tham, lúc thì sân, lúc thì si, chứ không phải tham hoài đâu, không có. Mà cũng phải sân hoài, mà cũng phải si hoài. Rồi tâm tâm bất thiện nó có tâm thiện nữa. Cho nên có khi mình có tâm thiện, có khi mình có tâm bất thiện, cũng thay đổi liên tục. Chứ không phải nên đương nghiệm cái thức quẩn này nó thay đổi liên tục. Chấm. Chú Ngàn ghi câu này: tham khảo bài kinh giáo giới, tiểu kinh giáo giới La Hầu La. Tham khảo bài kinh tiểu kinh giáo giới La Hầu La, kinh Trung Bộ giáo giới La Hầu La, kinh Trung Bộ. Trong bài kinh Trung Bộ này, Đức Phật ngài hỏi ngài La Hầu La. Thưa quý vị, bài kinh này nói như sau: một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, tại tịnh xá ông Cấp Cô Độc. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên suy nghĩ như sau, vân vân. Rồi bắt đầu là ngày sau khi khất thực ở Xá Vệ, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Đức Thế Tôn gọi La Hầu La và nói: này La Hầu La, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến ăn đa ba ná để nghỉ ban ngày, vân vân. Đức Phật ngài bảo ngài La Hầu La đi theo ngài. Rồi sau khi ngồi xuống một bên trong rừng ăn đá ba ná, thì Đức Phật ngài mới hỏi: này La Hầu La, ông nghĩ thế nào, con mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Con mắt là thuộc về sắc quẩn. Mình học rồi, con mắt tức là thần kinh nhãn, thuộc sắc quẩn. Con mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại? Thời có hợp lý chăng, khi quán cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đó. Như vậy, con mắt hay là sắc quẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Này ra hầu la, sắc là thường hay vô thường? Sắc là cái mắt thấy. Con mắt thấy. Sắc là cái gì mắt thấy? Bạch Thế Tôn, là vô thường, con mắt giống vậy. Nhãn thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Đó, bây giờ mình đang học tới thức quẩn mà. Đức Phật nói, nhãn thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, có cái khổ hay vui? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, có nên gọi là ta là của ta hay không? Là linh hồn tự ngã của ta hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đó. Rồi nhãn xúc là thường hay vô thường? Là vô thường. Nhãn xúc là hành quẩn. Nhãn thức là thức quẩn. Con mắt là sắc quẩn. Cảnh sắc là sắc quẩn. Nhãn thức là thức quẩn. Nhãn xúc là hành quẩn. Do duyên nhãn xúc này khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Về thọ quẩn, rồi tưởng quẩn. Đó. Thọ quẩn khởi lên, rồi tưởng quẩn khởi lên, rồi đó, vân vân, thức quẩn khởi lên. Vì thấy không, khi quý vị đọc bài kinh này á, thì có nhiều khi mình đọc qua mình thấy chưa rõ, nhưng khi quý vị học được cái môn này á thì thấy nó rõ hơn. Này ra hậu la, sắc là thường hay vô thường? Đó là sắc quẩn. Nhãn thức là thức quẩn. Nhãn xúc là hành quẩn. Do duyên xúc này thọ là thọ quẩn. Tưởng là tưởng quẩn. Hành là hành quẩn. Thức là thức quẩn khởi lên. Những pháp ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vân vân. Đó. Rồi hỏi tiếp rồi: tai mũi lưỡi thân ý, vân vân. Toàn bộ cái năm quẩn này là vô thường, khổ, vô ngã. Mà có một điều quý vị để ý là gì? Đó là năm quẩn này không phải tự nhiên mà có, mà nó do duyên sanh lên. Do duyên cho nên gọi là thọ tưởng hình thức khởi lên, chứ không phải tự nhiên thọ tưởng hình thức có sẵn.
nó không có sẵn. Chẳng hạn như bây giờ có ai cho tiền mình 100 triệu, đó là cái duyên. Mình có con mắt mình thấy cảnh sắc, rồi mình mới khởi lên nhãn thức, rồi mới khởi lên nhãn xúc, rồi mới khởi lên thọ tưởng hành thức, vân vân. Chứ phải tự nhiên mà thọ tưởng hành thức nó khởi lên. Tất cả nó đều có cái duyên, và cái duyên đó là rất cụ thể. Và tất cả những cái đó đều là vô thường, khổ vô ngã hết. Mà cái gì sanh lên thì cái đó phải diệt, đó chắc chắn. Cái gì sanh lên thì cái đó chắc chắn phải diệt, có thể nó không tồn tại được. Có sanh thì có già, có đau, có chết, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Đó là quy luật. Cho nên khi mình thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn là vô thường, khổ vô ngã, là mình thấy được pháp. Ye thamma he tuppa phava ye sang he tumatha kato te san cha ni ro tho cha e vang qua đi maha samano. Pháp chi sanh đặng do duyên, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng. Đại sư lời nói hoàn toàn, ác là phải diệt, lối đàn cố nhiên. Cái sắc quẩn này nó sanh lên, cái thọ quẩn này, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn nó sanh lên, thì cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này nó cũng diệt luôn, nó diệt đi. Rồi cái sắc quẩn, thọ quẩn khác nó sanh lên rồi nó diệt đi. Rồi sắc quẩn, thọ quẩn khác nó sanh lên rồi nó diệt đi. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn khác sanh lên diệt đi. Như vậy nên nó sanh diệt liên tục. Và sắc quẩn, năm quẩn này thay đổi liên tục. Cho nếu có ai mà nói nặng nó nhẹ mình không có buồn được. Tại vì lúc cái người nói nặng nó nhẹ mình là một năm quẩn khác, và mình đón nhận cái nó nặng nó nhẹ là năm quẩn khác. Một sát na sao, nói mà chính xác một sát na sao, nhưng mà nói cho nó dài dòng là một giờ sau, năm quẩn này thay đổi. Năm quẩn của người chửi mắng mình thay đổi, và năm quẩn của cái người tiếp nhận chửi mắng cũng thay đổi. Như vậy thì bị gì giận, buồn giận ai, buồn ai, đúng không? Mình buồn cái người chửi mình, tức là cái năm quẩn cũ, hay là mình buồn cái người hiện tại, cái người đang hiện tại đây, cái năm quẩn hiện tại, hay là mình buồn cái năm quẩn cũ. Rồi bản thân mình cũng vậy, năm quẩn tiếp nhận cái lời tiếng chửi đó nó cũng sanh diệt rồi, bây giờ năm quẩn mới nó sanh lên rồi. Nên cái người nào mà buồn phiền giận hờn trách móc là phi lý, nó không hợp lý. Đó. Quý vị muốn loại trừ được cái phiền não thì phải dùng cái trí tuệ, chứ không có dùng cái từ bi bình thường cũng được. Thôi tôi tha cho anh đó, tôi tha thứ cho anh đó, đó là dùng từ bi bình thường. Nhưng mà tôi dùng trí tuệ thì tôi mới tha thứ được. Quý vị hiểu tôi nói không? Tôi dùng cái trí tuệ thì tôi tích cực tôi tha thứ được. Còn nếu tôi dùng từ bi tôi nói thôi tôi hỷ xả đó, tôi tha cho anh đó, đúng không? Tôi không để lòng đâu, tôi tha đó bằng cái tâm từ bi của tôi. Nhưng mà từ bi này phải có trí tuệ. Tại sao tôi phải tha? Tại nếu tôi không tha tôi ngu sao? Dòng nước chảy qua rồi, có ai tắm được hai lần trong một dòng sông? Không có, đúng không? Cái dòng nước thay đổi rồi, dòng nước của dòng sông mà mình tắm ngày hôm qua và dòng nước của dòng sông ngày hôm nay thay đổi rồi, cái dòng tư tưởng của mình nó thay đổi rồi, và sắc pháp trong con người mình cũng thay đổi rồi. Như các nhà khoa học tôi nói là trong một cái dây đồng hồ đó có hàng triệu tế bào sanh, hàng triệu tế bào diệt, đúng không? Hàng triệu tế bào sanh ra, hàng triệu tế bào diệt đi, thay đổi rồi. Bây giờ về nhà lấy cái hình của mình chụp hồi xưa với cái hình bây giờ đâu giống nhau, nó thay đổi rồi, sắc pháp thay đổi rồi, đúng không? Đó. Rồi mình nói đơn giản cái gì, hôm nay mình ăn thức ăn bánh trái này kia, chuối này kia thì nó sản xuất ra máu, máu này nó thay đổi rồi. Còn cái máu của hôm qua mình ăn là thức ăn khác, nó thay đổi rồi, đúng không? Hồi nhỏ mình ăn mình đâu có bị cái bệnh gọi là máu nhiễm mỡ, bây giờ mới nó bị cái máu nhiễm mỡ. Vậy thì cái máu này nó cái máu này nó khác với cái máu hồi xưa rồi, đúng không? Đó. Thì khi mình nói vậy để mình hiểu thêm là năm quẩn này là vô thường, năm quẩn thay đổi, năm quẩn là vô ngã, năm quẩn là đau khổ.
Năm quẩn thì ai cũng biết rồi, nhưng mà biết thêm một điều nữa, đó là năm quẩn là vô thường, năm quẩn là đau khổ, năm quẩn là vô ngã. Khi quý vị làm bài, nhớ dẫn cho tôi cái bài Bát Nhã Tâm Kinh một đoạn đó. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhớ không? Để dẫn chứng vào cho nó xin, nó có nhiều tư liệu đó. Rồi câu gọi là nhất thiết hữu vị pháp đó, thêm câu nữa. Mà năm quẩn là pháp hữu vi, sabbe sankhara anicca ti, sabbe sankhara dukkha ti. Thì đổi gì học rồi, thuộc chưa, quên hết rồi hả? Lật Thái Tên đã kể lại câu đó, nhớ làm bài ghi cái câu đó vô nha. Làm bài năm quẩn á, làm bài năm quẩn của học kỳ sau. Học kỳ này là tứ đế thôi, học kỳ này bây giờ tập trung tứ đế, còn học kỳ sau á là cái chính là năm quẩn á. Bài tứ đế nói rồi, tứ đế tập trung vào tại sao gọi tứ đế là tứ thánh đế. Tại sao gọi tứ đế là tứ thánh đế, hay là tại sao gọi khổ đế là khổ thánh đế, tại sao gọi sanh già đau chết là khổ thánh đế, là thánh. Giới thiệu về tứ thánh đế và cái phương pháp tu tập về tứ thánh đế, giới thiệu về tứ thánh đế và cái phương pháp tu tập về tứ thánh đế dựa theo bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ hoặc bài kinh số 22 trong kinh Trường Bộ. Đó là cái bài mà những phần chính mà quý vị sẽ làm ở trong bài kiểm tra giữa kỳ. Phương giới thiệu về tứ thánh đế và phương pháp tu tập tứ thánh đế, phương pháp tu tập tứ thánh đế dựa theo bài kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ và bài kinh số 2 trong kinh Trường Bộ. Dựa theo bài kinh Tứ Niệm Xứ số 10 kinh Trường Bộ hoặc là số 2 trong kinh số 10 trong kinh Trung Bộ hoặc số 2 trong kinh Trường Bộ. Tôi tiếp tục cái phần chính của cái bài học hôm nay. Khi mà Đức Phật ngài dạy ra hầu la về con mắt hay là sắc, thọ tưởng hành thức, hay là năm quẩn là vô thường khổ vô ngã, thì Đức Phật ngài nói tiếp: này Ra-hầu-la, do thấy vậy, do thấy vậy, do thấy là năm quẩn là vô thường khổ vô ngã, vị đa văn thánh đệ tử yếm ly con mắt, yếm ly cảnh sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ tưởng hành thức, vị ấy yếm ly pháp được khởi lên ấy. Đó, thấy không? Khi mà thấy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường khổ vô ngã, thì cái vị đệ tử phải yếm ly sắc thọ tưởng hành thức. Đó, yếm ly là gì? Xa lìa. Đó, xa lìa con mắt, xa lìa cảnh sắc, xa lìa nhãn thức, xa lìa nhãn xúc, xa lìa thọ tưởng hành thức, vân vân. Hay nói tóm tắt là xa lìa năm quẩn. Ý nghĩa là vậy đó. Mình thấy được nó vô thường có vô ngã thì mình mới yểm ly được. Còn mình thấy nó là của mình, nó là thân yêu của mình thì mình sẽ bỏ được, đúng không? Cho nên ngồi xích ra thì đừng ngồi gần lắm, mình xích ra vậy đó, càng xa càng tốt. Mà nếu như mình được xa thì mừng hay là buồn? Ai mà nói buồn ngu quá vậy? Đúng không? Học tới đây mà buồn nữa là thôi hết ý kiến rồi, đúng không? Cho nên nếu được xa, nếu được chia lìa thì sao? Thì hãy chúc mừng mình, chúc mừng mình, hãy chúc mừng, đúng không? Nếu có ai bỏ mình thì phải chúc mừng mình, chúc mừng mình, chứ đừng buồn. Mà mình xui quá, rủi quá, người sư phụ bỏ mình, đệ tử bỏ mình, học trò bỏ mình,
chồng bỏ mình, vợ bỏ mình mà phải tự chúc mừng mình vì mình có điều kiện để xa lìa. Mình năm quẩn mà, năm quẩn mà nhờ thấy được vô thường khổ vô ngã cho nên mới yểm ly mới từ bỏ. Mà nếu mà nó có cái sanh ra chuyện bỏ đó thì cái đó chuyện đó là chuyện hay rồi, quá hay rồi, đúng không? Đó. Vì nhớ nghe cái bệnh của giáo thọ đó là chấm bài là khi nào nói trúng ý giáo thọ thì điểm nó mới cao được. Còn cái gì mà nói mà thao thao bất tuyệt mà cuối cùng không có vô được chỗ nào đó thì là chết. Từ khái niệm con người trong đó nó có là thầy trò sư phụ đệ tử chồng vợ con cái, thì khái niệm này bị phá vỡ khi người ta hình thành nên khái niệm năm quẩn, người ta hình thành giáo lý năm quẩn, người ta bỏ tất cả, bỏ hết. Cái điều thứ nhất là cái người tu á, năm quẩn là gì? Phải người dễ biết đây là năm quẩn, đây là năm quẩn, đây là năm quẩn, đây là sắc quẩn, đây là sắc quẩn sanh, đây là sắc quẩn diệt, đây là sắc quẩn. Thứ nhất là mình phải xác định đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây là thức quẩn, chứ không có gì khác hơn á, đúng không? Mà mấy ngày trước tôi nói rồi, đây là sắc quẩn, đây là đất nước lửa gió, đây là sắc quẩn. Thứ nhất trong đầu của mình á, mình tu tập á, mình đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây là thức quẩn. Điều thứ nhất là mình phải biết vậy. Bỏ khái niệm mà thầy trò sư phụ đệ tử học trò này kia, chồng vợ con cái bằng bên, không có cái khái niệm đó nữa. Mà chỉ có trong đầu mình tu á, chỉ có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cho nên thưa quý vị, ở trong các trung tâm thiền ở Miến Điện á, Phật Thái Lan á, là khi hành giả đăng ký vào tu ở các trung thiền đó, người ta hướng dẫn cái pháp môn thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ hoặc thiền minh sát, là minh sát năm quẩn. Và lúc đó họ chỉ quay về với chính họ thôi, trước mặt họ không có khái niệm sư phụ, chùa, chiền, đệ tử, học trò, chồng, vợ, con cái, mà trước mặt họ, trong tâm họ chỉ đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Đó. Có thể họ tu nó 5 năm, 3 năm, 10 năm, họ cũng chỉ quẩn quanh bao nhiêu thôi. Họ thấy đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Tức là thấy như thật, như chơn, thấy y như vậy. Đó. Y như nó là gì? Nó là sắc quẩn, thọ tưởng, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cho quý vị nào có điều kiện nên dự những khóa thiền ngắn ngày hoặc dài ngày trong nước hoặc nước ngoài. Đó. Thì quý vị sẽ chiêm nghiệm được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Do thấy vậy là do thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Do thấy vậy đó là do thấy cái gì? Do thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly con mắt, xa lìa con mắt, yểm ly cảnh sắc, các sắc, xa lìa các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly do duyên nhãn xúc này vẽ khởi lên thọ tưởng hành thức, dễ yểm ly các pháp đó. Đó. Như vậy thì một câu nữa giải thích khái niệm năm quẩn và năm thủ quẩn, ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn. Một câu nữa giải thích cho biết sự khác nhau giữa ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn. Cái này rồi tôi nhắc lại thôi, câu này là câu cũng bắt buộc á. Đó. Sự khác nhau giữa ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn đây nè: nếu người nào biết đây là con mắt, đây là cảnh sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đó là năm quẩn, mà yểm ly năm quẩn thì có năm thủ quẩn không? Không. Đó. Tôi muốn giải bài toán
Muốn giải được bài toán về ngũ thu quẩn là phải thấy đây là sắc quẩn, đề thọ quẩn, đề tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Đó. Muốn giải được bài toán về chấp thủ năm quẩn là chúng ta phải thấy đây là năm quẩn. Và khi thấy đây năm quẩn thì chúng ta mới yểm đi nó được. Còn nếu không thấy đây là năm quẩn thì không yểm đi được. Bởi vì khi thấy năm quẩn rồi, thấy năm quẩn là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Đúng không? Nếu như mà ở đây là tôi dùng cái khái niệm là sư phụ, đúng không? Và năm quẩn, đúng không? Thì sư phụ không được quyền không thương con, đúng không? Không được quyền thay đổi. Sư phụ nhận con làm đệ tử là cho sư phụ thương con, cho nên sư phụ không được quyền thay đổi chuyện đó. Nhưng nếu là năm quẩn thì năm quẩn này có quyền thay đổi. Bây giờ tôi nói không? Còn nếu đây là bạn thân của tôi, bạn của tôi, bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi, thì người bạn thân này không được quyền thay đổi. Nhưng mà nếu nó là năm quẩn thì nó được quyền thay đổi. Bây giờ tôi nói không? Đó. Cho nên mình phải bỏ khái niệm này đi. Mình chấp nhận khái niệm này để mình chấp nhận cái sự thay đổi. Còn nếu mình không, mình chấp nhận cái khái niệm này thì mình sẽ không chấp nhận khái niệm thay đổi. Nên khi giới thiệu năm quẩn, tức là người ta phủ nhận cái ghế bên này rồi, cái vế bên này là ta bỏ rồi, không có nữa, người ta chỉ chấp nhận ghế này thôi. Và ghế bên này thì người ta có qua ba cái quyền, đó là quyền vô thường, quyền đau khổ và quyền vô ngã. Tam tướng mà, đúng không? Còn sư phụ này không có được quyền vô thường, đúng không? Sư phụ không được quyền đau khổ, sư phụ không được quyền vô ngã, vì sư phụ là sư phụ của con, không được quyền vô ngã, đúng không? Bây giờ tôi nói không? Sẽ thấy nghĩa là im ru bà ru vậy. Thấy bất ngờ phải không? Bất ngờ quá. Bất ngờ, hạnh phúc bất ngờ quá. Hạnh phúc quá bất ngờ đi. Đúng không? Khó chấp nhận. Nếu là sư phụ không được quyền thay đổi. Vì sư phụ là sư phụ của con. Đúng không? Nhưng mà đây là năm quẩn, trên năm quẩn có tư cách thay đổi, có quyền thay đổi. Đó. Và khái niệm sư phụ hay là người bạn thân nhất, hay là chồng vợ con cái, là khái niệm không có. Nhưng mà chúng ta ép, bảo nó có nhưng mà nó không có. Chúng ta ép nó có nhưng mà không có. Mình lấy cái giả thành cái chân, cái không thành có, đúng không? Hành thâm bát nhã ba quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, không có, đúng không? Điều không, giai không, mà điều không vậy, tất cả ngũ uẩn giai là điều không có. Còn quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến sư phụ, giai không. Đúng không? Đúng không? Có ai đọc cái câu sư phụ giai không không? Không có. Mà ngũ quẩn có giai không được, sư quẩn có giai không? Đó. Cho nên mình phá vỡ cái khái niệm về sư phụ, về đệ tử, về bản thân nhất, đệ tử nè, đệ tử. Đúng không? Đệ tử giờ nó không có, mới vô thì nó làm đệ tử của mình. Một lòng một dạ theo mình. Năm năm sau cái nó có cánh, cái nó bay đi. Mình là sư phụ nó, đồ phản bội. Đúng không? Đồ phản bội, đồ phản thầy, đồ phản thầy. Còn cái chồng vợ mới đồ phản bội chứ hả? Còn này đồ phản thầy. Nhưng nó được quyền phản không? Được quyền phản. Được quyền phản. Đúng không? Đệ tử của mình được quyền phản mình. Nó có quyền đó. Nó có quyền đó. Mình là ai mà không cho mình lấy cái quyền đó? Nó có quyền đó. Phản bội là bản chất của nó. Đúng không?
Cho nên đứa nào nó đổ nó ra đi thì mình chấp nhận nó luôn, và thậm chí mình cho tiền cho nó đi sớm nào tốt nấy. Tại sao? Tại vì đó là tạo điều kiện cho cái sự vô thường nó xảy ra cho đúng quy luật. Chứ ép vào ép mở cho ai nữa, ép đệ tử, đúng không? Không ép được, không ép được. Tôi nói vậy đấy, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau quý vị có đệ tử mà nó đổ nón ra đi thì sẽ cảm ơn tôi, nhớ cái lời giảng của ông sư này, mà mình thấy mình chấp nhận được, mình hoan hỷ được, mình không đau khổ, đúng không? Bây giờ nó đổ nón ra đi, nó qua chùa mới nó ở, nó vui vẻ, nó khỏe khoắn, mình đây mình khổ, khùng sao khổ, đúng không? Nó qua chùa mới nó ở rồi, nó đi nhận đệ tử sư phụ khác rồi, nó đang hớn hở vui mừng rồi, bây giờ tự nhiên mình đây mình khổ là sao, đúng không? Trong trường hợp đó tiễn dòng sớm nào tốt nấy, đúng không? Tiễn dòng. Tại sao tiễn dòng? Tại vì sanh lão bệnh tử, chết thì phải tiễn sao, đúng không? Tại sao tôi dùng cái tiễn dòng? Tại vì sanh lão bệnh tử, mà cái tình cảm, cái hành quẩn của nó, cái sắc quẩn, bây giờ tới cái hành quẩn thì nó có tình cảm, hành quẩn là tình cảm đó, tình cảm là một phần của hành quẩn, mà hành quẩn này nó chết thì sao? Tiễn dòng, đúng không? Phải tiễn chứ, ở đó giữ nó hoài nó quậy mình chết, giữ lại không được, chết là phải chôn, không giữ lại được. Sắc quẩn chết phải chôn, thọ quẩn chết phải chôn, tưởng quẩn chết phải chôn, hành quẩn chết phải chôn, thức quẩn chết phải chôn. Còn cái chôn của mình mà bình thường là cái chôn sắc quẩn thôi, chúng ta quên là phải chôn 4 cái quẩn kia nữa, đúng không? Chúng ta quên. Hôm nay tôi xin nhắc chừng quý vị nhớ chôn thêm 4 quẩn kia nữa, đừng có quên nó. Sắc quẩn thì mình làm lễ lớn rồi, bỏ vô hồn, mình tụng kinh đủ thứ loại hết á, à rồi mình tiễn đi. Còn cái thọ quẩn, tưởng hành quẩn, thức quẩn chết mà không chịu chôn, cứ giữ hoài, đúng không? Thì mình chấp nhận chôn được cái sắc quẩn thì phải chấp nhận chôn cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn chứ, tại sao không chôn? Không chôn là mình sai, để nó hôi dữ lắm, nó hôi, nó phiền não dữ lắm. Nếu mình để lại 4 quẩn còn lại kia, nó phiền não cho mình lắm. Trên chùa tôi ở mà ai mà lên xin tôi đi, tôi mừng muốn chết vậy đó, mừng dữ lắm thiệt. Tôi nói là có chư thiên làm chứng cho tôi đó, tôi mừng dữ lắm. Mà ai tới tôi cũng mừng nữa, mà họ đi tôi cũng mừng, có khỏe. Họ tới mình mừng cho họ, họ tới mình mừng cho họ, vì họ chọn được cái trú xứ để họ tu, rồi mình mừng, làm chúc mừng cho họ, vì họ thấy cái chỗ mình thích hợp cho họ, họ đến họ tu, thôi mình cũng tạo điều kiện mình chúc mừng cho họ đến tu. Họ tôi mừng là mừng vậy đó, chứ không phải là tôi mừng là tôi có thêm đệ tử, không phải. Nhưng mà khi họ đi, tôi mừng cho tôi, đúng không? Cả một cái chùm, một cái khối ngũ quẩn, cả một khối huế trượt, tóc lông móng răng da thịt gân xương, tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẳng mật đàm mũ máu mồ hôi, nó đổ nó ra đi không mừng sao được, đúng không? Cả một cái chùm phiền não tham sân si, bây giờ đổ nó ra đi sao không mừng? Đó mình tự chúc mừng mình. Khi họ đến với mình là mình chúc mừng cho họ, nhưng mà khi họ đi mình chúc mừng cho mình. Đó, về cái nếu gì nào mà áp dụng được cái cách này, quý vị sẽ cảm thấy an lạc dữ lắm, hoan hỷ dữ lắm, cái đau khổ nó giảm bớt đi. Đó, vì ấy yểm ly vân vân, yểm ly tai, yểm ly tiếng vân vân. Đó, rồi tiếp tục, do yểm ly vị ấy ly tham. Hay đó. Ở đây tôi đang nói có sách mới có chứng nha. Ở đây tôi phân tích văn bản học đó. Văn bản học tôi liền là văn bản học là phân tích từng câu chữ trong kinh. Ở trong cái phương pháp là nghiên cứu, nó có một pháp là phân tích văn bản học, dựa theo văn bản học mà phân tích, chứ không phải là nói theo ý mình được. Khi mình thấy được năm quẩn, khi thấy năm quẩn á thì thấy được vô thường khổ vô ngã. Mà thấy vô thường khổ vô ngã đó thì mình mới yểm ly. À, đó là quy luật. Mà khi mình yểm ly rồi, mình bỏ rồi á,
mình mới ly tham. Khi mà yểm ly được năm quẩn, tại sao mình yểm ly năm quẩn? Tại năm quẩn là vô thường khổ vô ngã, cho nên mình yểm ly năm quẩn. Và do mình yểm ly năm quẩn cho mình mới ly tham. Ly tham là không có tham nữa. Tăng hà giá trả ti sô cô, tăng hà giá trả ti phát văn, tăng hà giá vi mút tất xa nát ti sô cô của tôi phát văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Thấy chưa? Đó. Câu này mà ghi vô là điểm cao đó. Tôi ghi đến bản đồ gì ghi nha. Tăng hà giá trả ti sô cô kinh pháp cú. Tăng hà giá trả ti sô cô. Tăng hà giá trả giá ti phá văn. Kinh pháp cú. Câu số mấy tôi quên rồi. Ái dục sanh lo âu, tiếng Việt. Ái dục sanh lo âu. Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu khổ. Câu này chép rồi phải không? Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu khổ. Người không còn ái dục, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Người không còn ái dục, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu khổ. Người không còn ái dục, không còn lo âu. Không còn sầu khổ. Tăng ha ja ya ya ti su ko. Tăng ha ja ya ya ti pha yang. Tăng ha ya vi ba mu ta sa. Na ti su ko phu to pha yang. Ai khóc đứa ma ai vậy? Tăng ha ya cha ya ti so ko hai ba. Tăng ha ya cha ya ti pha yang. Tăng ha ya vi ba mua ta sa. Nát thi sô cô cụ tô phá văn. Nát thi sô cô cụ tô phá văn. Tăng hà ya cha ya ti sô cô. Tăng hà ya cha ya ti phá văn. Hai ba. Tăng hà ya vi ba mu ta sa na ti so ko ku to pha yang. Tăng hà ya cha ya ti so ko. Tăng hà ya cha ya ti pha yang. Tăng hà ya vi bà mua ta sa na ti so cô cụ tô phá văn hài ba. Tăng hà ya cha ya ti so cô hài ba. Yeah.
hai ba. Tăng ha ya cha ya ti so ko hai ba. Tăng ha ya cha hai ba. Được. Tiếp tục mà không đồng nữa. Do ly tham cho nên vị ấy giải giải thoát. Thấy không? Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu khổ. Người không còn ái dục, không còn lo âu, không còn sầu khổ, tức là người không còn ái dục và ly tham thì được giải giải thoát. Ly tham được giải thoát. Có gì ghi câu này sao mà nghĩ? Ghi câu cuối cùng. Trong sự giải thoát, trong sự giải thoát là sự hiểu biết. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết. Ta đã được giải thoát.
chấm là sự hiểu biết hai chấm, ta đã được giải thoát, mở một kép ta đã được giải thoát, đóng một kép chấm. Và vị ấy biết hai chấm mở một kép, và vị ấy biết hai chấm mở một kép, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, đóng ngoặc kép chấm. Quý vị hiểu được cái ý cuối cùng tôi muốn nói không? Làm bài thi nhớ cái này, công thức này. Nếu làm bài thi mà không nhớ được công thức này thì xem như là zero. Đó. Ghi câu này: phân tích năm quẩn, phân tích năm quẩn và cho biết tiến trình tu tập. Và cho biết tiến trình tu tập năm quẩn để thành tựu giải thoát. Và cho biết tiến trình tu tập năm quẩn để thành tựu giải thoát. Số hàng: tham khảo Kinh Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh, tham khảo Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La, hay là Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh trong Kinh Trung Bộ. Phải Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Niệm Xứ trong Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ trong Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ trong Kinh Trường Bộ. Hôm nay tôi chỗ gì nghỉ sớm 5 phút đó. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Bồ Tát.